hai các bạn hai các bạn gặp lại các bạn. Cái mạng internet này chán ghê luôn, ok chưa? Cái mạng internet này chán ghê luôn, ok chưa? Đang phát trực tiếp với các bạn thì tự nhiên nó ngắt mắt, nó làm cho cái cuộc livestream của chúng ta nó gián đoạn đi. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Bây giờ các bạn vào các bạn xem lại đi ạ. Làm cái lục cuộc livestream của chúng ta mới cứ nửa chừng cái này nó đem nó gián đoạn mất đi. Nên cái internet này nó làm cho chúng ta nó như thế nào nó gián đoạn hết. Sorry các bạn rất là nhiều. Nó là chúng ta bây giờ chúng ta mới bắt đầu lại cái chương trình tối nay, nó rất là đặc biệt nên cái internet này nó gián đoạn, nó làm cho chúng ta gián đoạn hết các bạn ơi. Hồi nãy mình đang nói với chuyện với các bạn thì tự nhiên nó thoát mất. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta lại bắt đầu lại. Hồi nãy mình đã nói rồi, tối nay chúng ta bắt đầu vào cái gì nói tiếp cái phần bữa hôm trước là bảy gì bảy cái lực đòn bảy trong kinh doanh. Và để phát huy được bảy cái lực đòn bảy trong kinh doanh đó thì tối hôm nay mình lại chia sẻ tiếp các bạn cái phần gì cái phần sáu cái nhân tố nó rất là quan trọng để nó giúp cho chúng ta phát huy bảy cái lực đòn bảy đó trong kinh doanh. Và hồi nãy mình chia sẻ đến bạn cái từ khóa thứ nhất là cái từ khóa tham lam, cái từ khóa thứ hai là cái từ khóa sợ hãi trong kinh doanh. Và để làm tốt cái việc này thì các bạn phải đảm bảo rằng các bạn phải có được cái sự tập trung và chúng ta có cái mục tiêu rất là rõ ràng thì các bạn như thế nào các bạn sẽ khắc chế được hai cái từ đó. Và hồi nãy giờ mình đang chia sẻ với các bạn rất là ngon lành, đã lên hơn 100 người và được 85 lượt chia sẻ rồi thì tự nhiên sóng internet, sóng wifi nhà mình nó bị vấn đề, nó ngắt đi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu lại. Vậy thì bây giờ để bắt đầu lại cái đoạn livestream này thì các bạn nào có thì các bạn chia sẻ đến cho những bạn bè mình để cùng nhau xem cái livestream này, để lớp chúng ta tối nay nó down lên. Cái thứ hai là các bạn ở các vùng miền xa xôi thì các bạn hãy comment xuống. Bạn đến từ An Giang, bạn John, đúng rồi, bạn rất là tuyệt vời. Các bạn hãy comment xuống các bạn đến từ cái vùng miền nào để chúng ta chào nhau, để chúng ta biết nhau. Các bạn chia sẻ về. Và hồi nãy mình chia sẻ hai cái từ khóa rất là quan trọng. Và bạn nào hồi nãy vào sâu chưa kịp xem thì chút xíu nữa các bạn lên internet, các bạn vào, các bạn xem cái đoạn livestream trước của mình thì các bạn thấy đang xem nửa chừng thì nó bị đứt. Và bây giờ chúng ta đã lên 70 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời, cho chúng ta một tràng pháo tay rất là lớn. Chào bạn tôi Chí Hòa, rất là tuyệt vời. Bạn Phát, ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy đảm bảo chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người biết đi để chúng ta cùng nhau đi. Hồi nãy giờ thì mình xem đoạn livestream mới có 14 lượt chia sẻ chúng ta đóng góp mỗi người một chút xíu để chúng ta chia sẻ. Bây giờ mình đi vào cái chương trình chính luôn. Thế cái thứ nhất, hồi bữa mình đã nói rồi, chúng ta có 7 cái lực đòn 7. Lực đòn 7 thứ nhất là chúng ta phải biết gì biết sử dụng tiền của người khác. Và nó như thế nào thì mình đã chia sẻ ở trong cái đoạn video trước rồi, các bạn phải lên các bạn xem. Cái thứ hai là chúng ta phải biết sử dụng kinh nghiệm của người khác. Cái cách sử dụng kinh nghiệm của người khác như thế nào thì mình đã nói rồi. Thứ ba là chúng ta phải biết sử dụng thời gian của người khác. Thứ tư là chúng ta phải biết sử dụng tiền của người khác. Tất cả kiến thức này các bạn vào đoạn video trước các bạn xem. Thứ năm là chúng ta phải biết sử dụng ý tưởng của người khác. Thứ sáu là chúng ta phải biết sử dụng kinh nghiệm của người khác. Và thứ bảy là chúng ta phải biết sử dụng gì? Sản phẩm và nguồn lực của người khác. Đó là những người rất là khôn ngoan. Những người vô cùng khôn ngoan. Và bạn nào mới vào sau thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ. Bây giờ chúng ta lên gần 81 người rồi. Và mỗi người bấm một cái chia sẻ thì sẽ có rất là nhiều người. Sẽ có rất là nhiều người cùng xem cái đoạn này. Và lớp chúng ta đảm bảo tối hôm nay chúng ta 200 người thì lớp chúng ta nó sẽ đông vui hơn. Đông vui hơn. Vậy thì làm gì để chúng ta phát huy, làm gì để chúng ta phát huy 7 cái lực đòn 7 trong cái đoạn video trước mình chia sẻ với các bạn. Cái thứ nhất là để chúng ta phát huy nó tốt thì cái thứ nhất các bạn ghi vào, cái thứ nhất các bạn ghi vào là chúng ta phải có cho mình người thầy. Để thành công trong kinh doanh thì chúng ta phải có cho mình người thầy. Bây giờ gần lên 100 bạn rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Mai Cao Thị, bạn ở Quảng Nam, rất là tuyệt vời. Bạn Sang Tạ, lâu quá mới thấy bạn lên
xem live stream này. À, chào anh Tài, anh Trần Đức Tài, lâu quá không thấy bóng dáng ở đâu hết. Ok. À, chào bạn Nguyễn Trương Tín. Vâng, cái đoạn live stream mình hồi nãy nó bị ngắt nửa chừng thì do sóng internet. Nên là bây giờ chúng ta đảm bảo chúng ta chia sẻ cái đoạn live stream mình đến cho nhiều người. Bạn nào mới vào thì chia sẻ đoạn live stream mình đến cho nhiều người, mỗi người đóng góp một chút xíu thì cái live stream của chúng ta nó lên và lớp học chúng ta nó sẽ đông và nó sẽ rất là vui và nó sẽ rất ý nghĩa, bởi vì mọi người cùng nhau tương tác với nhau. À, chào bạn Hồng Văn Nhiệm. Vâng, và bây giờ các bạn lấy viết ghi xuống cái từ khóa đầu tiên trong cái từ khóa này, đó là chúng ta cần có cho mình người thầy. À, vậy thì người thầy, à, mình sẽ diễn giải các bạn nó như thế nào. Ok chưa, mình đang có cái bảng này và các bạn sẽ nhìn lên trên cái bảng. À, và mình sẽ chia sẻ bạn lên trên cái bảng. Ok chưa, à, mình kéo lên. À, các bạn thấy sóng có rõ mà, và các bạn cứ quan sát rõ mà ở trên cái bảng. Bạn thứ gì, à, Bùi Thị Minh Nghĩa chưa gì hết mà bạn lên bạn quảng cáo quá. Ok chưa, chưa tới một bạn quảng cáo mà bạn lên bạn lo bạn quảng cáo. Không à, chưa đến mà công ty mình cần đại lý độc quyền các tỉnh đâu gì đây. À, lớp học thì chúng ta không lo học mà chúng ta lên chúng ta quảng cáo không. À, thì các bạn bán hàng như vậy người ta gọi là, à, nó làm cho người ta rất là khó chịu. Ok cho nên là các bạn cần phải rút lại cái kinh nghiệm. À, à, các bạn cần cho có mình người thầy. Thì trong cái khái niệm người thầy này nè, trong khái niệm người thầy này nè, thì chúng ta có những cái khái niệm sau. Mình dùng cái từ tiếng Anh để các bạn dễ hình dung. À, nó có thứ nhất á, à, là tiếng Anh nó gọi cái từ thứ nhất là cái từ gì, từ teacher. Ok chưa, từ teacher. À, cái người thầy cái dạng thứ nhất là teacher. À, chúng ta cần, à, chúng ta kìm tìm cho chơi có người thầy thì người thầy cái dạng thứ nhất là teacher. Các bạn nói vô là teacher. Teacher để nó nhớ. À, teacher. Ok chưa, thì cái dạng người thầy thứ nhất teacher thì thường thường đó là họ giúp chia sẻ cho chúng ta kiến thức là chủ yếu. Cái level chủ yếu là, à, họ chia sẻ cho chúng ta về kiến thức. À, bạn thiếu kiến thức thì họ chia sẻ với bạn về kiến thức. À, bạn học, à, các bạn học mô hình ở trường đại học, các bạn lên lớp các bạn học thì cái mô hình như vậy người ta là teacher. À, tức là chủ yếu là họ góp cho chúng ta, chia sẻ cho chúng ta về cái kiến thức, à, kiến thức về marketing, đơn giản là cái kiến thức, cái học thuyết, à, cái nguyên lý, cái lý thuyết. À, cái các bạn chưa, đó là teacher, cái dạng đó là cái dạng làm thầy thứ nhất. Cái dạng làm thầy thứ hai mà chúng ta cũng gọi là ở trong vai trò của người thầy này là gọi là người tư vấn. À, mà tiếng Anh nó gọi một cái từ là consultant, đúng không? Consultant. Ok giờ consultant. Ok giờ consultant. À, à, được gọi là, dịch sang tiếng Việt nó nôm na chúng ta được hiểu là đó là nhà tư vấn. À, nhà tư vấn. Ok chưa, à, nhà tư vấn. À, nôm na nó là như vậy đó. Thì cái người tư vấn thì họ như thế nào? À, khi bạn không biết, à, thì các bạn tới hỏi họ, các bạn nói là, à, em không có khách hàng. À, thì, à, em phải làm như thế nào? Thì bạn nói là nếu mà không có khách hàng thì bạn phải lên Facebook bạn làm như vậy nè, bạn lên Facebook bạn làm như kia nè, bạn lên Facebook bạn làm như nọ nè. À, à, các bạn dùng ra điều này chưa? Tức là, à, các bạn tìm kiếm các công ty tư vấn á. Nếu các bạn không biết cách, à, thành lập công ty thì các bạn tới các bạn đi tìm cái công ty tư vấn và họ tư vấn cho các bạn. Cái dạng như vậy nó cũng nằm trong cái group gọi là group người thầy. À, các bạn nghe chưa? Cái dạng thứ ba mà hiện tại các bạn gặp rất là nhiều đó là gì ạ? À, chưa, tôi tiếng Anh người ta gọi là trainer. Ok chưa? À, trainer nó thì được gọi là nhà đào tạo. Ok chưa? Nhà đào tạo. Ok chưa? Thì nhà đào tạo này á, à, họ giúp cho các bạn gì ạ? À, họ giúp cho các bạn giỏi gì ạ? Họ giúp cho bạn giỏi về cái kỹ năng. À, nó là những cái nhà đào tạo trong cái lớp học của họ thì nó rất là khác. Họ cho các bạn chơi game, à, họ bắt các bạn hành động, họ làm cho các bạn thử thách, các bạn vô ra điều này chưa? À, à, họ muốn đánh bật trong cái tiềm năng của con người của các bạn lên. À, các bạn vô ra điều này chưa? Vậy thì hồi nãy giờ các bạn có thấy mình chia sẻ những cái gì không ạ? À? Và các bạn comment vào, sao không thấy các bạn comment nhỉ? À, các bạn không truyền năng lượng cho mình gì hết. Các bạn phải truyền năng lượng cho mình máu lửa lên chứ. Các bạn phải truyền năng lượng cho mình máu lửa lên. Thì mình mới có năng lượng để mình chia sẻ. Và các bạn thấy những cái kiến thức này mình chia sẻ bạn, các bạn thấy cái điều này nó có tuyệt vời không?
nó rất tuyệt vời, thì các bạn comment lên và bạn nói điều này nó rất là tuyệt vời, và các bạn góp phần bấm like, các bạn chia sẻ đến người bên cạnh. Nó mới có 97 người à, hiện tại chưa mới 97 người à, đảm bảo không đủ 200 người thì mình không có chia sẻ, cái lớp học của chúng ta nó đông vui lên, nó mỗi người góp. Các bạn mà không đủ 200 người thì mình chia sẻ chút chút thôi à, mình không có chia sẻ hết. À, chừng nào đủ 200 người thì mình sẽ chia sẻ hết. Tại vì sao? Mỗi người chúng ta góp một chút xíu. Mình góp cả buổi tối hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần mời 3, 5 người, 10 người bạn của mình vào xem thì chúng ta cùng đông lên, chúng ta vui, lớp học chúng ta hơn 200 người, chúng ta vui lên. À, và bạn người bạn của bạn họ xem chương trình này, họ thay đổi đi cái tư duy thì tự nhiên nó rất là ý nghĩa. Và bạn đã góp phần gieo những cái hạt tốt rồi. À, nên là chúng ta đảm bảo rằng vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy tuyệt vời mà. Và cái dạng thứ tư ok chưa? Cái dạng thứ tư là dạng gì? Coach. Ok chưa? Coach. Coach là cái dạng người ta gọi là huấn luyện viên á các bạn ạ. À, huấn luyện viên. À, ok, luyện viên. Cái người huấn luyện viên. Ok chưa? Cái người huấn luyện viên, các bạn mà xem bóng đá đó, mà các bạn xem cái thông tin tiếng Anh á thì người ta hay để là cái từ gì? Coach. Ok chưa? Cái các bạn thấy coach à, người huấn luyện viên bóng đá chính là cái người coach. Ok. Người coach á thì họ chỉ đặt cho mình những cái câu hỏi để cái đầu mình nó đi tìm giải pháp. Có những cái người coach đó thì họ cũng họ không có biết về lĩnh vực vật đó, nhưng mà họ chỉ giỏi đặt cái câu hỏi thôi để các bạn tự khai thác và các bạn tìm kiếm. Có những người coach họ có trải nghiệm và họ có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó thì rất là tuyệt vời, nhưng có những người coach đó, họ hoàn toàn không có kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực đó, họ chỉ có kinh nghiệm đặt cái câu hỏi thôi để làm cho cái đầu của bạn nó sáng ra. Và bạn tự đặc trưng của những người coach là bạn phải tự đi giải quyết vấn đề của bạn đó. Họ giúp cho các bạn lớn lên trong chính cái vấn đề của bạn. Và cái dạng thứ năm, các bạn thấy hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời chưa? Các bạn có thấy tuyệt vời chưa? Thì các bạn comment xuống và các bạn thấy tuyệt vời. Các bạn comment xuống và các bạn thấy mọi người rất là tuyệt vời. Chúng ta lên được 100 người rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta một tràng pháo tay thiệt lớn này. Chúng ta đã lên được 100 người rồi. Ok chưa? Các bạn tự trả lời cho vấn đề của mình. Vâng. Các bạn comment vô những cái bài học rất là tuyệt vời. Và mình sẽ chia sẻ bạn đến cái người thứ năm. Trong vai trò của người thầy, mình lưu lại trong người thầy thì chúng ta có gì ạ? Có năm. Tối nay mình giúp cho các bạn chia sẻ 6 cái nhân tố giúp cho chúng ta đánh bật cái đòn bẩy lên. Mấy đòn bẩy? 7 cái đòn bẩy. 7 cái đòn bẩy. Mà muốn đánh bật 7 cái đòn bẩy đó lên đó, thì chúng ta cần gì ạ? Cần gì ạ? Cái nhân tố thứ nhất là chúng ta cần có cho mình những người thầy. Ok chưa? Thì những người thầy nó như thế nào à? Thì chúng ta có 5 loại thầy. À, 5 dạng người thầy. Người thầy thứ nhất mà trong tiếng Anh người ta nói là teacher. Các bạn note vô đi. À, học là phải note vô. Còn không thì các bạn phải comment xuống. Và bạn nào mới vào thì phải đảm bảo chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người đi à. À, các bạn chia sẻ đoạn live stream này đến cho nhiều người. Mới cái 64 lượt chia sẻ à. Phải hơn 100 lượt chia sẻ, lớp học của chúng ta nó lên gì ạ? Nó lên tới 200 người thì nó mới vui được. À, mới có 64 lượt chia sẻ. À, và bạn bè các bạn, họ biết và họ sẽ làm. Ok, chứ bạn Tùng đâu phải là BBBot mà nói là BBBot. Bạn đâu phải là BBBot đâu. Bạn Tùng chưa phải là BBBot. Ok chưa? Vì chúng ta có 5 người, người thầy thứ nhất á. Trong tiếng Anh người ta hay nói là teacher. À, teacher thì thường thường là họ chia sẻ cho ta về kiến thức là chủ yếu. Người thầy thứ hai mà chúng ta hay gọi đó là consultant, tiếng Anh gọi là consultant, là những người tư vấn. Bạn không biết gì bạn hỏi họ, họ tư vấn. Họ tư vấn bạn A, họ tư vấn bạn B. Tuy nhiên bạn cứ cần là bạn hỏi họ thì họ tư vấn, nhưng mà bạn không có lớn lên được. Ok chưa? Cái dạng thứ ba là người ta gọi là dạng trainer. Người thầy thứ ba cái dạng là trainer. Trainer thì họ giúp cho chúng ta giỏi về kỹ năng. Nên là các bạn học các lớp của ông trainer thì ông hay luyện các bạn những cái kỹ năng. Ok chưa? Cái dạng thứ tư thì là gọi là coach. Coach là
là các bạn thấy nó là những huấn luyện viên bóng đá đó, thì người ta hay dùng gọi là coach. Các bạn thấy ở trên bảng coach của cái người đó, ok, người coach thì họ hay đặt cho chúng ta những cái câu hỏi, họ liên tục họ đặt cho chúng ta những cái câu hỏi để chúng ta tự tìm kiếm trong cái tiềm thức của mình, tìm kiếm trong cái kiến thức của mình, tìm kiếm trong mối quan hệ của mình, để chúng ta tự giải gì, tự giải quyết cái vấn đề của mình. Thường thường là họ không có chỉ cho chúng ta, giúp cho chúng ta tự giải quyết. Và người thứ năm, ok chưa, người thứ năm, các bạn có sẵn sàng chưa? Người thứ năm thì gọi là mentor, ok chưa? Người thứ năm gọi là mentor, chúng ta gọi là mentor, ok chưa? Mentor, ok chưa? Người thứ năm gọi là mentor, ok. Mình sẽ quay cái máy lại và các bạn sẽ thấy cái chữ, ok chưa? Một mình mình à, đó, các bạn thấy cái chữ mentor chưa? Okay, các bạn có thấy rõ cái chữ mentor không? Ok chưa? Các bạn nào thấy rõ cái chữ mentor thì các bạn comment xuống, các bạn kêu là các bạn thấy rõ cái chữ mentor, ok chưa? Các bạn phải đảm bảo mời bạn bè của mình. Cái live stream của chúng ta không đến 200 người. Tư vấn trainer dạy kỹ năng coach đặc biệt, đặt câu hỏi, ok, giải quyết vấn đề rất là, bạn Hồng Nguyễn rất là tuyệt vời. Ok, người mentor, đúng rồi. Cái người mentor được gọi là người cố vấn, ok chưa? Người cố vấn, ok chưa? Thì đặc trưng của người mentor là họ rất là giỏi, họ tức là họ vượt qua những cái tầng này luôn. Họ đã làm được, họ có rất là nhiều kinh nghiệm, họ có rất là nhiều kiến thức, ok chưa? Thì được gọi họ là mentor, ok chưa? Là những người họ lớn tuổi, họ lâu năm, tức là gọi là lão làng rồi. Những người này họ rất là lão làng, họ rất là giỏi, họ có rất là nhiều kinh nghiệm, họ rất là nhiều. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và chúng ta bây giờ cái lượng học viên của chúng ta bây giờ học online nó mới có 100 người à. Chúng ta sẽ đảm bảo như thế nào các bạn? Chúng ta đảm bảo lên 200 người đi. Mà muốn lên 200 người thì các bạn chia sẻ ra, cái lượt chia sẻ của mình bây giờ mới có 71 bạn à. Các bạn chia sẻ ra, các bạn chia sẻ nhiều bạn vào. Vậy thì vừa rồi những cái người này, như thế nào à? Họ sẽ góp phần, các bạn thấy rõ, rất là tuyệt vời, ok chưa? Những người này, năm cái người này được gọi là năm người thầy. Quan trọng là các bạn khôn ngoan thì các bạn tìm cái người thầy nào. Nếu các bạn tìm dạng teacher thì họ chỉ cung cấp cho bạn cái kiến thức thôi. Ok chưa? Họ cũng giúp, cho bạn phát triển chứ không phải là không phát triển, nhưng mà ở cái dạng kiến thức thôi. Bởi vì họ là người rất là giỏi kiến thức. Cái mô thức này thì ở trên ghế nhà trường chúng ta dùng nhiều, chúng ta dùng nhiều, và các bạn cũng áp dụng cái mô thức này để các bạn dạy cho con cái đồ gì của mình đó. Các bạn dùng chưa? Các bạn dạy cho con cái đồ gì của mình đó. Và các bạn không biết thì các bạn hay áp dụng theo cái mô hình teacher. Các bạn dùng chưa? Tuy nhiên khi mà các bạn vướng cái gì, bạn thiếu kiến thức cái gì, thì bạn không có kinh nghiệm cái gì, thì bạn cũng có thể là hỏi người tư vấn, đặc biệt là tư vấn thuế đồ gì đó. Thì đặc trưng của cái mô thức tư vấn á, là các bạn như thế nào à, các bạn phải nhờ họ, dù các bạn hiểu xong các bạn vẫn nhờ họ làm. Các bạn hiểu chưa? Bạn hiểu xong bạn vẫn phải nhờ họ làm. Hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ những cái gì thì các bạn nói xuống, các bạn im lặng quá, các bạn không comment đâu gì hết. Ok chưa? Bây giờ trước tiên là các bạn comment các bạn ở cái khu vực nào đi à, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì, vùng miền gì. Tại các bạn càng truyền năng lượng cho mình thì mình càng vui. Ok, và mình càng vui thì tự nhiên mình chia sẻ nó rất là sung. Tiếp tục cái thứ ba mình review lại, mình đang review lại thứ ba thì gọi là trainer. Cái người trainer thì họ chỉ biết đào tạo lên lớp, họ biết đào tạo, họ huấn luyện. Họ huấn luyện bạn, họ nói kỹ năng bạn. Họ làm cho bạn tất cả mọi thứ ở trong lớp, họ bắt bạn làm những nhiều gì đó để bạn chuyển đổi con người bạn, bạn chuyển đổi cái kỹ năng của bạn. Cái người thứ tư đó là người coach. Cảm ơn bạn Thu Hoài rất là nhiều, rất vui là bạn Thu Hoài xem cái chương trình này. Cảm ơn bạn Dương Quang Lộc, ok chưa? Thì cái người coach là cái người gì à? Cái người coach là cái người mà họ đặt câu hỏi. Thì chúng ta có hai dạng coach. Một dạng coach là có rất là kinh nghiệm. Ủa, bạn Phú chưa gì hết vào quảng cáo rồi bạn Phú ơi.
Ok, bác bán bất động sản thì cũng từ từ một chút xíu, bạn thua chút xíu nữa rồi sẽ quảng cáo. Chút xíu nữa cái livestream chúng ta nó lên hơn 200 người rồi chúng ta quảng cáo, đâu có nôn nóng gì đâu. Ok chưa? Cái dạng code chào bạn Việt Trần, lâu quá chưa gặp bạn. Vâng. Cái code thì nó có hai dạng code, một dạng code là họ có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, ví dụ như là một người code họ có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, và một dạng code là không có kinh nghiệm gì lĩnh vực kinh doanh đó, họ đều làm code cho các bạn được. Thì cái người chủ yếu là họ đặt cho chúng ta những cái câu hỏi thôi. Nhưng cái dạng code mà chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh á, họ chưa va chạm lĩnh vực đó, thì phần lớn là họ đặt cho chúng ta những cái hỏi để chúng ta tự khai thác, cho họ không góp ý được cái gì. Còn cái người code á, mà họ giỏi về cái lực, một phút cho quảng cáo đi thầy. Ok, chút xíu sẽ cho quảng cáo, các bạn an tâm đi, chút xíu sẽ cho quảng cáo. Bây giờ là cái một chúng ta cần phải tập trung. Hi bị la giống em. Là cái mục phải cho chúng ta phải tập trung học đã, chút xíu nữa sao quảng cáo đông lên là chúng ta cùng nhau quảng cáo. Các bạn hình dung chưa, mình sẽ góp phần làm cho các bạn quảng cáo nữa. Và cái dạng thứ năm là cái dạng gì à, cái dạng mentor là người ta gọi là cố vấn đặc biệt, là những người cố vấn rất là đặc biệt. Những người này thì nói chung là họ lão làng luôn. Họ vô cùng lão làng, họ giỏi lắm, các bạn dùng ra điều này chưa? Họ có kinh nghiệm, họ có những cái thành tích rất là đặc biệt và họ có rất là nhiều kinh nghiệm. Vâng, rất là tuyệt vời. Bây giờ livestream của chúng ta đã lên khoảng hơn 100 người rồi, 110 người rồi. Các bạn nào mới vào sau thì các bạn đảm bảo phải chia sẻ cái đoạn livestream này đây, chia sẻ đi, tag 5 người bạn, 10 người bạn mình thì nó đông vui, để chút xíu nữa chúng ta cùng nhau quảng cáo thì nó cùng nhau có lợi. Ok, vậy là vừa rồi mình chia sẻ cái nhân tố thứ nhất, đó là nhân tố về người thầy. Thì trong nhân tố người thầy thì nó có năm các bạn, năm yếu tố nhỏ. Và bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái nhân tố thứ hai chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái nhân tố thứ hai chưa? Ok, các bạn có sẵn sàng chưa? 121 người rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn là những người rất là tuyệt vời. Chúng ta đã lên tới 121 người chia sẻ rồi. Cái mức độ của chúng ta càng ngày càng tiến lên rất là nhiều. Và các bạn nào mới vào sau thì nhớ bấm đoạn chia sẻ đi. Tag bạn mình vào để chúng ta cùng nhau, cùng học cái đoạn chia sẻ này rồi. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai là mình nói là team, đó là đội nhóm. Chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải có đội nhóm. Chúng ta không có đội nhóm thì chúng ta không phát huy mạnh cái đòn bẩy của chúng ta được. Thầy có thấy em không? Vâng, bạn Thuận Phong ở Bình Phước có thấy bạn. Bạn Trâm Bùi, rất là tuyệt vời. Bạn Phú ở Long An mới vừa vào xem. Bạn Phạm Tấn Đạt, ok chưa? Vâng. Bạn Minh Nghĩa Bùi, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Cường Hà, vâng. Vậy thì bây giờ tiếp tục nè, 123 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. Đội nhóm, team, đội nhóm. Vậy thì nếu mà các bạn quan tâm thì bữa hôm sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn về đội nhóm. Các bạn có quan tâm mình chia sẻ bạn 7 yếu tố vô cùng quan trọng trong việc hình thành đội nhóm. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ bữa hôm sau về đội nhóm Nếu hào hứng lên mọi người ơi, đúng rồi. Thứ gì? Tội nhóm. Bạn nào ghi cái chữ tội nhóm, đội nhóm. Ok chưa? Bạn nào ghi cái chữ tội nhóm, trời, ok chưa? Ok, đội nhóm, ok, team. Và hôm nay thì mình chỉ chia sẻ team là cái đòn bẩy, ok chưa? Nó giúp cho cái việc kinh doanh chúng ta nó tuyệt vời hơn. Các bạn thấy cái gì hay thì các bạn vừa học các bạn vừa comment xuống. Các bạn đừng cứ ngồi học ngồi im đó như vậy. Các bạn đừng cứ ngồi học ngồi im. Đó là lý do vì sao mà mình bắt các bạn, ví dụ mà nói là tuyệt vời, các bạn phải ở bên đầu của các bạn phải nói là tuyệt vời. Hoặc là các bạn nói là quan tâm, các bạn comment xuống, các bạn ghi xuống. Thì cái con người của ta nó học là nó phải gì? Nó phải năng động. Các bạn ngồi học các bạn có im như vậy, im làm sao chúng ta vô được? Nên chúng ta phải học năng động lên. Các bạn phải năng động lên, nữa là phải comment liên tục, phải ghi liên tục, phải đội nhóm, phải để gì, để đảm bảo cái buổi học này chúng ta nhớ luôn. Đừng cứ ngồi rồi xong chúng ta không nhớ gì hết. Để thành công trong đội nhóm thì chúng ta có gì? Có 7 cái yếu tố. 7 cái yếu tố, mấy yếu tố? 7. Bè lũ đội nhóm, đúng rồi, bạn Mạnh Quyền nói đúng. Ok team. Vậy thì bạn nào quan tâm thì buổi livestream sau tối thứ hai mình sẽ chia sẻ cho bạn 7 yếu tố
À, để gì à? Để gì à? Để chúng ta thành công trong việc xây dựng đội nhóm. Ok chưa? À, 7 yếu tố, tất cả mọi người đều phải comment vào 7 yếu tố. Và hôm thứ hai học ghi vào để cho nó nhớ giờ. Các bạn ghi là 7 yếu tố đội nhóm thứ hai tuần này học. Ok chưa? Livestream lúc 9:30 tối. Ok chưa? Phải năng động lên, phải năng lượng lượng lên, ghi vô 7 yếu tố để chúng ta hình thành đội nhóm tuyệt vời. Và 9 giờ, tức là 21:30 tối thứ hai tuần tới chúng ta sẽ học. Và bạn nào ấy thì chúng ta mới vào thì chúng ta chào mọi người và chúng ta chia sẻ comment vô đây để chúng ta nhớ giờ luôn. Bạn làm được việc này là bạn nhớ giờ luôn. 7 yếu tố để chúng ta thành công trong việc xây dựng đội nhóm. À, thời gian học là 21 giờ. Ok chưa? 21:30 tối thứ hai tuần này, ghi lên comment luôn thì chúng ta sẽ nhớ luôn. Chúng ta nhớ vào trong đầu luôn. À, còn không là các bạn sẽ quên. Vậy thì vì sao đội nhóm giúp cho chúng ta? Vì sao đội nhóm giúp cho chúng ta khai thác tối đa đòn bẩy đội nhóm? Ở đây mà nói là đội nhóm nhỏ. Đội nhóm này là những đội nhóm, là những người họ cùng với gì ạ? Cùng có ý chí giống như chúng ta, họ cùng khát khao giống như chúng ta, chúng ta cùng thảo luận với họ được. Chứ đội nhóm là những người mà tư duy khác nhau thì đâu có nói chuyện được. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta không thể làm một mình thì chúng ta phải biết cách gì ạ? Xây dựng đội nhóm chung quanh mình. À, chúng ta phải có kinh nghiệm xây dựng đội nhóm chung quanh mình. À, thì thứ hai 9:21 9:30 tối thứ hai mình sẽ chia sẻ bạn với 7 cái yếu tố đội nhóm. Thì hôm đó nói, tuy nhiên để sử dụng tối đa cái lực đòn bẩy thì các bạn cần phải xây dựng đội nhóm. Những đội nhóm này là những người gì à? Những người họ như thế nào à? Họ có cùng chung suy nghĩ với mình, họ cùng khát khao ra kinh doanh. Ok chưa? Họ cùng chung một mục đích. Ok chưa? Thì chúng ta xây dựng cái đội nhóm thì chính đội nhóm đó nó sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Nó giúp cho chúng ta phát triển ra. Ví dụ ở trong BBBot, ở trong B-training thì mình hay hình thành những cái BBBot. Thì trong BBBot đó các bạn hay hình thành những cái nhóm nhỏ nữa. Ví dụ như có nhóm Action thì khoảng 10 bạn đó, trong nhóm Action đó họ đi chung với nhau, họ chia sẻ với nhau, họ tiếp năng lượng cho nhau. Họ có những cái khó khăn gì thì họ cùng chia sẻ với nhau. Thì tự nhiên cả cái lúc đó người ta giúp nhau, người ta đê lên. Hoặc là cái nhóm BBBot khác thì họ chia ra những cái nhóm nhỏ, như vừa rồi là cái nhóm cam. Cái nhóm cam của các bạn này, có bạn nào trong nhóm cam ở trong này đi thì ghi ra đi. Các bạn nào trong nhóm cam trong này thì các bạn chia sẻ ra, các bạn comment là các bạn đang ở trong cái nhóm cam. Thì trong cái nhóm cam á là hiện tại cũng có hơn chục bạn. Và các bạn nó như thế nào à? Các bạn cùng đi với nhau, các bạn cùng nhau làm bài tập, các bạn cùng nhau bút với nhau để đạt được những cái mục tiêu. Và thế là cả nhóm cùng rất là năng lượng. Hoặc là ngày hôm nay mình đi lên Bình Phước, mình dự đám cưới của bạn Thảo, thì các bạn trong cái group BBBot đó thời quen nhau á, cũng chúng ta cùng đi chung với nhau. Các bạn như nên là trong BBBot mình làm cái việc này rất là tốt. Ok, trong BBBot đó mình làm cái việc này rất là tốt. Và các bạn bạn Nguyễn Hữu Thịnh ở trong cái nhóm cam này, bạn Thịnh có thấy rằng là cái nhóm cam của các bạn rất là tuyệt vời không? Mọi người cùng giúp nhau làm, cùng giúp nhau kinh doanh, hỗ trợ năng lượng nhau, chia sẻ nhau. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tính cái đội nhóm đó nó giúp cho chúng ta đi nhanh. Và ở trong công ty của cũng cũng vậy. Nếu mà chúng ta có công ty, trong công ty của chúng ta vậy, chúng ta phải có đội nhóm sale, chúng ta phải có đội nhóm marketing, đội nhóm sản xuất. Ok, thì những cái đội nhóm này họ chia sẻ với nhau. Các bạn dùng cho những cái đội nhóm này họ chia sẻ với nhau, họ khắc phục những điểm yếu nhau, họ góp ý cho nhau, thì tất cả mọi người cùng giỏi và cùng phát triển hết. Các bạn thấy những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích không ạ? Mình vừa chia sẻ đến cái bạn, đến cái nhân tố thứ hai giúp cho chúng ta phát triển mạnh cái lực đòn bẩy lên. Ok chưa? Bạn Tùng thì không biết ở cái nhóm gì,
Ok chưa? Bạn cứ bạn vô comment nhưng mà không biết bạn đang ở cái đội nhóm nào. Ok chưa? À, vậy gì thì vừa rồi các bạn thấy những gì mình chia sẻ, bạn thấy có hữu ích không ạ? Nếu hữu ích thì các bạn vào, các bạn comment và các bạn nói là điều này rất là hữu ích. À, các bạn thấy điều này nó rất là hữu ích cho chúng ta. Và hồi nãy giờ các bạn không có bấm chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. Ok, các bạn nào vào sau thì các bạn bấm đoạn livestream này đến cho nhiều người biết đi. À, mỗi người góp ý một chút xíu. À, thì chúng ta sẽ hữu ích hơn. À, bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi. À, ok chưa? Mình thì chia sẻ là mình dành thời gian này mình chia sẻ cho các bạn. À, còn các bạn thì như thế nào à? Các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết để chúng ta lên khoảng 200 người thì các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. À, vậy thì hồi nãy giờ các bạn học được những điều này, các bạn thấy nó có hữu ích cho các bạn không ạ? À, nếu hữu ích thì các bạn comment vào là các bạn nói điều này nó rất là hữu ích. Nếu các bạn học được cái gì đó tuyệt vời thì các bạn comment xuống những cái bài học mà các bạn rút ra được trong cái đoạn live stream này, khắc phục điểm yếu cho nhau, truyền cảm lượng cho nhau. Ok, và bây giờ mình chia sẻ đến các bạn cái thứ ba. Chia sẻ đến bạn thứ ba, và hồi nãy giờ cũng không có bạn nào chia sẻ hết. Trên máy mình bây giờ mình xem mới có 85 lượt chia sẻ à, mà ở đây là 114 bạn xem rồi. Mỗi người chia sẻ một chút xíu thôi thì chúng ta lan tỏa rất là nhiều. Các bạn ơi, thầy đã chia sẻ mọi người xem mạnh nào. Ok, đúng rồi, bạn thì nói các bạn nào chúng ta cùng xem, bạn Việt Trăng, các bạn chia sẻ đoạn livestream này về đi. Các bạn chỉ cần bấm vào nút chia sẻ là nó sẽ đi. Bạn Ken Phúc, ok chưa? Chúng ta chia sẻ nhanh ra. Và bây giờ mình chia sẻ cái thứ ba, đó là chúng ta cần có những đội nhóm chéo. Hồi nãy á, cái thứ hai á là mình nói là đội nhóm, còn bây giờ thứ ba là mình nói là đội nhóm chéo. À, đội nhóm chéo là đội nhóm nó như thế nào? Thường thường là chúng ta cái thói quen của con người của chúng ta hình thành đội nhóm. À, chúng ta hình thành đội nhóm xong cái chúng ta hay chia bè phái. À, cái con người chúng ta hình thành đội nhóm là tốt. Nhưng mà là chừng cuối cùng chúng ta đóng khung trong cái đội nhóm đó và chúng ta chia bè phái, phe này phe kia. Và khi đã chia bè phái ra thì chúng ta có xu hướng rằng á, chúng ta có xu hướng gì, các bạn hình dung ra điều này á, chúng ta cứ co cụm trong cái group của mình không ạ? À, thì các bạn thấy là chúng ta cần có những cái đội nhóm chéo. À, chúng ta cần giao lưu với những cái đội nhóm chéo. À, các bạn có nắm được cái tầm nhìn này, chúng ta cần giao lưu với đội nhóm chéo. Như thế nào là đội nhóm chéo? À, đội nhóm chéo là như thế nào? Ví dụ như là nhóm gì hồi nãy mà nói là nhóm action. À, chào bạn Bích Liên, ok chưa? Chào bạn Khang, chào bạn Giác Nguyễn, ok chưa? Nhóm action thì dĩ nhiên là họ có hơn 10 thành viên và dĩ nhiên họ giúp nhau cùng nhau làm kinh doanh, mọi thứ rất là ok. Chuyện đó là nhóm action nói rồi. Rồi hồi nãy mà nói gì, có nhóm nè, nhóm lợi ích. Ok, nhóm lợi ích đó là gì bạn Võ Hồng ơi? Ở đây nó không liên quan gì tới nhóm lợi ích hết á, chúng ta đang là nhóm làm nhóm kinh doanh thôi. Và nhóm cam, đúng rồi, và nhóm cam cũng hơn mười mấy thành viên đó. Thì như thế nào? Thì chúng ta là cần giao lưu hai nhóm đó với nhau. Dĩ nhiên nhóm nào nó ra nhóm đó, nhưng mà lâu lâu chúng ta cần hai nhóm đó giao lưu với nhau để cùng một vấn đề nêu ra. Khi mà bạn nêu ra một vấn đề, ví dụ như một bạn trong nhóm action nêu ra một vấn đề, thì dĩ nhiên những bạn trong nhóm action đó chia sẻ, và những người trong nhóm action đó họ đi theo với chúng ta rất là nhiều, họ hiểu được cái vấn đề của ta, họ hiểu được cái vấn đề của ta, họ nói được cái vấn đề của ta. Nhưng khi các bạn nói cái vấn đề đó qua bên nhóm cam thì cái nhóm cam nói như thế nào? Họ chưa hiểu gì về bạn hết, thì họ có những cái góp ý và những cái góc nhìn đó nó hoàn toàn mới. Bạn hình dung chưa? Nó không có bị đóng khung trong cái hộp. À, bạn hình dung chưa? Cái này người ta gọi là đội nhóm chéo. À, và làm cho đội nhóm chéo như vậy á, thì gì ạ? Thì chúng ta vỡ ra được những cái bài học mới, và chúng ta phát hiện ra rất là nhiều cái bài học mới. Ví dụ cùng một cái vấn đề đó chúng ta thảo luận trong nhóm action. À, thì những bạn trong nhóm action là những bạn đã đi với chúng ta, họ đã hiểu chúng ta hết rồi.
À, thì họ chia sẻ ta với cái góc nhìn họ đã hiểu về ta, bạn hiểu chưa? Nhưng cùng vấn đề đó, bạn đi hỏi qua cái nhóm cam thì cái nhóm cam hồi giờ nó đâu có đi với bạn đâu, nó đâu có hiểu tâm tư nguyện vọng của các bạn về đâu, nó cũng đưa ra cái góp ý, mà cái góp ý nó với một cái góc nhìn nó chưa hiểu về về bạn và làm cho bạn ngộ ra nó có những cái góc nhìn rất là tuyệt vời. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và bạn nào thấy là những cái điều mình chia sẻ là các bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời và nó giúp cho các bạn phát triển được cái công việc kinh doanh và cái đội nhóm của bạn lên, thì các bạn comment vô đi. Các bạn thấy những cái chia sẻ này nó vô cùng tuyệt vời và bạn học được gì từ những cái chia sẻ này? Ok chưa? Các bạn comment vô cho mình đi. Các bạn thấy là những cái điều học này nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và các bạn cũng đảm bảo rằng là các bạn chia sẻ, bấm vào cái nút chia sẻ đi. Bạn nào mới vào thì bấm vào nút chia sẻ. Cái lớp chúng ta hôm nay học tới 11 giờ lận. Đó là chúng ta cần phải học rất là nghiêm túc. Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Chúng ta cần phải học rất là nghiêm túc. Các bạn phải đảm bảo là các bạn học rất là nghiêm túc. Ok chưa? Để mình xem thử bao nhiêu bạn lượt chia sẻ rồi. 99 lượt chia sẻ rồi. Đảm bảo tối hôm nay làm sao chúng ta phải được 100 lượt chia sẻ. Các bạn nhớ các bạn chia sẻ về Facebook cho mình đi. Các bạn truyền năng lượng cho mình. Comment mạnh vào. Các bạn thấy tuyệt vời. Điều này rất là hữu ích. Đội nhóm chéo là rất là hay. Phải nói như vậy vào thì tự nhiên các bạn mới nhớ. Và các bạn nhớ bài học ngay trong cái chương trình này luôn. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi. Thứ nhất nè. Là để phát huy tốt những cái 7 cái đồng bảy hôm trước á. Thì chúng ta cần phải có cho mình người thầy. Ok rồi. Thì mình nói là có 5 loại thầy. Ok chưa? Hồi nãy nó phân tích rất là rõ ràng. Cái phần thứ hai mình muốn gửi đến các bạn đó là cái phần gì cái phần gì chúng ta cần phải có đội nhóm. Đội nhóm đây là cái đội nhóm nhỏ và hồi nãy mình đã nói cho các bạn rồi. Và tối thứ hai mình sẽ chia cho các bạn 7 cái yếu tố rất là quan trọng để việc chúng ta hình thành một đội nhóm. Và cái thứ ba là mình nói là đội nhóm chéo. Các bạn hình dung ra đây này, đội nhóm chéo dơ nhau nó giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái góc nhìn rất là mới. Ok chưa? Và các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta hiểu và chúng ta nghiệm ra thì các bạn thấy nó hay kinh khủng luôn. Nó vô cùng hay. Và ok chưa? Cảm ơn các bạn. Bạn Ánh Vy tìm cho mình người thầy giỏi. Ok, cảm ơn bạn Ánh Vy rất là nhiều. Và các bạn gút mắt gì thì các bạn có những cái câu hỏi cho mình đi. Các bạn dùng ra điều này chưa? Ngày mai mình có một ngày ở trên lớp. Ngày mai mình có 2 ngày với cái lớp làm chủ doanh nghiệp 137. Ok chưa? Các bạn nào chưa đi học cái lớp đó thì ngày mai các bạn đi học. 9 giờ sáng mai là lớp bắt đầu học tại trung tâm của B Training. Và bây giờ còn 3 yếu tố nữa. Hồi nãy giờ mình mới có chia sẻ cho các bạn mới có 3 yếu tố thôi. Còn 3 yếu tố nữa rất là quan trọng. Ngày mai thì mình chia sẻ cái lớp làm chủ doanh nghiệp trong 2 ngày liên tục. Và các bạn nào muốn ra làm chủ mà chưa biết cách thì các bạn phải đi tham gia cái lớp học này trong 2 ngày liên tục. Và chiều mai thì đội Việt Nam có đá bóng thì cả lớp cùng nhau xem đá bóng với nhau luôn. Và nếu mà đội Việt Nam vô địch thì cả lớp đi bão luôn. Ok chưa? Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Và hồi nãy giờ các bạn nào học thấy gì hữu ích thì các bạn comment vô. Các bạn có cho mình những câu hỏi. Và bây giờ một mục rất là quan trọng. Các bạn ở đâu thì các bạn comment vào. Các bạn giới thiệu là bạn ở đâu. Thứ nhất là bạn ghi họ tên bạn. Bạn ở đâu, bạn kinh doanh lĩnh vực gì. Bạn muốn tìm đại lý hay là bạn muốn tìm khách hàng lẻ. Bạn ghi số điện thoại vào. Bạn ghi website của bạn vào. Bạn ghi ở bên dưới để cho khắp mọi miền ở trên đất nước này biết bạn là ai. Để người ta liên hệ với bạn. Người ta làm đại lý cho bạn ở trên này. Thứ nhất này, các bạn ghi họ tên bạn này. Cái thứ hai là bạn nói là bạn ở đâu nè. Cái thứ ba là bạn như thế nào Cái thứ ba là bạn như thế nào? Bạn phải ghi là bạn kinh doanh cái lĩnh vực gì. Và cái thứ tư là bạn muốn tìm khách hàng lẻ hay khách hàng đại lý. Thứ năm là bạn ghi số điện thoại của bạn, của website của bạn. Ghi lên ngay trên cái comment này. Bạn nào mà chưa kinh doanh thì cũng ghi là em chưa kinh doanh. Bạn nào mà kinh doanh dở hơi quá, tệ quá thì cũng ghi vô. Em đang kinh doanh nó rất là tệ, em đang kinh doanh nó không có tốt. Ok chưa? Ghi vô đi. Các bạn hãy làm đi.
Và bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn hãy chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. À, và bây giờ mình thì cứ nói và các bạn thì cứ ghi. Và bây giờ mình lại tiếp tục tiếp. Mình chia sẻ cái yếu tố thứ tư. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ yếu tố thứ tư chưa? À, yếu tố thứ tư thì chúng ta cần phải có cái gì ạ? Cái yếu tố thứ tư thì chúng ta cần phải có cái kết nối xã hội. Kết nối xã hội nghĩa là chúng ta cần phải tham gia vào các cái hội nhóm ở ngoài xã hội. Ví dụ như hội doanh nghiệp trẻ. Bạn hình dung chưa? Ví dụ như là hội doanh nhân A, hội doanh nhân B, hội doanh nhân C. Các bạn tham gia vào nhiều đội nhóm thì các bạn có sự kết nối nó sẽ rộng ra. Các bạn sẽ có cái sự kết nối rất là rộng ra. Bây giờ mình ví dụ này, mình ví dụ ha. Ví dụ như lúc ngày hôm nay thì nguyên một đoàn của các bạn B-Training và lên Bình Phước. Ngoài cái việc lên Bình Phước ngoài cái việc lên Bình Phước dự đám cưới của bạn Thảo, thì nguyên cái đoàn doanh nhân của mình kết nối với hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh Bình Phước. Và cái đoạn video đó mình có quay và mình sẽ đưa lên YouTube để cho các bạn thấy. Và khi mình giao lưu với cái nhóm hội doanh nhân của Bình Phước đó và tụi mình đã ra được cái lịch rất là quan trọng, thì sắp tới ở trên Bình Phước sẽ tổ chức khoảng hơn 100 anh em doanh nghiệp và ở B-Training này lên. Bạn nào tóc thưa, ok. Và ở B-Training này, ở B-Training này cũng vậy, cũng sẽ tổ chức khoảng hơn 50 bạn và chúng ta cùng nhau lên gặp nhau ở trên tỉnh Bình Phước. Chúng ta cùng nhau học một cái khóa học về doanh nhân 2 ngày ở trên đó, để chúng ta về ở trên Bình Phước giao lưu với các bạn doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh và các bạn doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với các bạn Bình Phước. Và thế là cái cơ hội chúng ta kết nối ngoài xã hội nó rộng lớn ra. Nếu chúng ta làm kinh doanh mà chúng ta không có cái khả năng kết nối ngoài xã hội rộng lớn thì rõ ràng là nó lạ gì, rõ ràng là chúng ta không phải là người kinh doanh được. Chúng ta rất là yếu, làm sao chúng ta ra kênh doanh được. Hoặc là tối thứ hai tuần này thôi, lúc 18 giờ tại hội trường của B-Training, thì nhân cái dịp anh Nguyễn Hải Nam và bạn Nguyễn Minh Hạnh, anh Nguyễn Hải Nam là chủ tịch hội doanh nhân Việt Kiều của chúng ta tại Pháp, và bạn Nguyễn Minh Hạnh là thư ký của cái hội đó nhân dịp về Việt Nam. Bạn nhớ chưa? Nhân dịp về Việt Nam và mình đã mời anh Nguyễn Hải Nam và bạn Minh Hạnh này cùng nhau giao lưu với các bạn doanh nhân Bi tại hội trường của Bi Training. Mục tiêu để giao lưu là gì? Để các bạn gặp nhau, các bạn kết nối với nhau. Các bạn vô ra, các bạn gặp nhau, các bạn kết nối với nhau, các bạn kết nối với anh Nguyễn Hải Nam và anh Hiên Nam cũng kết nối với các bạn, và cái sự kết nối với nhau đó nó sẽ từng bước gì ạ, nó sẽ tạo ra cái sự quen biết nhau, am hiểu nhau, và bắt đầu cái việc kinh doanh bắt đầu nó phát triển. Các bạn vô ra thì cái phương thức kết nối đó người ta gọi là phương thức gì, chúng ta kết nối với xã hội. Đội nhóm ở bên ngoài xã hội, chúng ta không co cụm trong cái đội nhóm của chúng ta nữa, mà chúng ta phải kết nối ra ngoài xã hội. Chúng ta kết nối giữa đội nhóm này với cái hội nhóm khác, chúng ta kết nối ở tỉnh này sang tỉnh khác, chúng ta kết nối ở cả một cái quốc gia, rồi chúng ta kết nối xuyên quốc gia ra toàn thế giới. Bạn hình dung ra điều này chưa? Đó. Hồi nãy giờ thấy ít các bạn giới thiệu quá nhỉ? Sao các bạn không giới thiệu lĩnh vực kinh doanh của các bạn đi? Các bạn giới thiệu xuống. Trời ơi, có những bạn cứ ngồi nghe không mà không có giới thiệu theo thứ tự. Thứ nhất là họ tên của mình là gì? Cái thứ hai, bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì? Cái thứ ba là bạn muốn tìm đại lý hay là bạn muốn phát triển khách hàng cá nhân? Cái thứ tư là bạn phải ghi số điện thoại rồi các bạn vào, email rồi có điện thoại vào, website của bạn vào, thì để người ta biết, người ta mới liên hệ với các bạn. Hiện tại hơn 100 người học online trên này nè, họ sẽ thấy lĩnh vực kinh doanh của các bạn. Và các bạn nào mới vô mà các bạn chưa chia sẻ đoạn livestream này
thì các bạn tranh thủ chia sẻ cái đoạn livestream này đi. Ok chưa? Mình thấy bây giờ mới có 104 bạn chia sẻ hả? Nhiều bạn chia sẻ hơn nữa thì nhiều người biết, và cái đoạn livestream này nó đông vui lên, nó hiệu quả lên, thì mỗi người quảng cáo lên một cái thì nó sẽ lên nhanh. Bạn không làm gì hết thì nó không có lên nhanh, nên là đảm bảo chúng ta phải comment ra. Ok chưa? Và bây giờ gần 11 giờ rồi, các bạn thấy chưa? Chúng ta gần 11 giờ rồi. Và bây giờ vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cái yếu tố thứ tư, các bạn thấy có tuyệt vời không? Các bạn, nếu mà các bạn học được bài học gì tuyệt vời thì các bạn comment lên, và các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời, các bạn comment vô. Em tên Lê Quang Trực, em chưa kinh doanh gì. Ok, tại sao bạn chưa kinh doanh nhỉ? Bạn Lê Quang Trung, tại sao bạn chưa kinh doanh? Cái điều gì nó đang cản chân bạn lại vậy? Bạn Nguyễn Ngọc Giao, chào bạn. Ok, rất vui làm quen với bạn. Tôi là Nguyễn Giao, tôi là trung tâm trị liệu da Quỳnh Giao hơn 10 năm rồi. Ok, bạn Giao rất là tuyệt vời. Ghi số điện thoại và thông tin xuống dưới. Các bạn phải comment, các bạn phải ghi rất là nhộn như vào. Các bạn phải đọc những cái comment này. Và các bạn thấy là cái điều này nó phát triển. Mình Nguyễn Thuận, mình ở Bình Phước đang kinh doanh phân bón rất là tuyệt vời. Ok, mình kinh doanh mật ong rừng U Minh, 100% chính gốc rừng U Minh. Chào bạn Thanh Tâm, chào bạn Trâm Bùi, mình tên là Trâm, đang kinh doanh nến thơm Phật Thủ. Các bạn ok, sao các bạn không nói là bạn ở cái khu vực nào, phải comment mình ở cái khu vực nào chứ. Mình đang kinh doanh đá nướng thịt, mình đang tìm khách hàng, ai có nhu cầu liên hệ với mình. Các bạn phải comment là bạn đang ở cái khu vực nào để cho mọi người biết. Em cảm thấy mình chưa có đủ kiến thức và chưa đủ tự tin. Trời ơi, ok, cái tư duy này là cái tư duy của những cái ông làm công đây. Khi nào mà bạn đủ kiến thức được khi nào mà cho đủ tự tin. Ok chưa? Khi bạn làm thì bạn tự tin, bạn không làm thì bạn không tự tin. Rất nhiều thứ bạn chia sẻ rất hay cho mình. Ok, cảm ơn bạn Phạm Thanh Hữu. Ok chưa? Cảm ơn cái câu của bạn. Ok chưa? Vâng. Vậy thì bây giờ yếu tố thứ năm mình muốn chia sẻ các bạn, yếu tố thứ năm. Chào các bạn, mình tên là Lê Bá Dương, mình kinh doanh đặc sản Tây Bắc, thịt trâu, gác bếp. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Thanh Tâm, em đang ở Cần Thơ. Ok, bạn ở Cần Thơ nhưng mà bạn làm cái gì? Chào bạn Lê Nguyễn, chào thầy, em là Lê Nguyễn, khu vực Long Thành. Ok chưa? Khoa Cửu Hội, em là Minh Khoa, em đang kinh doanh. Bạn Minh Tường. Ok, rất là tuyệt vời, các bạn comment rõ ràng xuống. Chào tạm biệt các bạn, mình đang kinh doanh xe đẩy Mercury. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn hãy comment nhiệt tình xuống. Em cũng chưa đủ tự tin thầy ơi. Chưa đủ tự tin thì làm nhiều nó đủ tự tin. Cứ ngồi rên mình không đủ tự tin. Ok chưa? Cái niềm tin của bạn nó hạn chế thì tự nhiên nó không đủ tự tin. Ok chưa? Bạn Chu Mạnh Cương. Ok, vậy thì bây giờ mình chia sẻ bạn thứ năm. Một trong những cái yếu tố mà giúp cho mình phát huy mạnh những cái năng lực bên trong của mình, những cái điều bạn, đó là các bạn phải biết sử dụng những cái công cụ. Ok, nếu ngày hôm nay mà ra kinh doanh mà chúng ta không biết sử dụng những cái công cụ thì gần như chúng ta hạn chế đi cái lực đòn bẩy của chúng ta. Ví dụ như là các bạn sử dụng đòn bẩy công nghệ mà các bạn không hiểu về công nghệ, ngày hôm nay mà các bạn không hiểu về công nghệ, nghĩa là cái công cụ, nghĩa là chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực gì đó mà trong đó là chúng ta cần phải có những cái công cụ nó giỏi, thì chúng ta phải biết cách sở hữu những cái công cụ cụ đó. Còn chúng ta không biết cách sở hữu thì làm sao mà chúng ta giỏi được. Ví dụ những ngày hôm nay là ra kinh doanh là bắt buộc chúng ta phải giỏi về công nghệ. Vậy thì các bạn phải biết cách sử dụng laptop. Các bạn phải biết cách sử dụng smartphone. Ví dụ như tối hôm nay nè, để sử dụng internet tốt nè, thì mình phải kết nối với cục 4G này. Nghĩa là cái đó người ta gọi là cái kỹ năng chúng ta kết nối với công nghệ, chúng ta sử dụng những cái phương tiện, những cái công cụ để chúng ta tốt, làm tốt hơn. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta phải đi học, phải tham khảo, chứ không cứ ngồi đó là nói em không biết, rồi ngồi đó là nói em không đủ tự tin. Chúng ta phải biết cách sử dụng những cái công cụ. Bạn nào chưa giỏi smartphone thì chúng ta phải học cách sử dụng smartphone. Ngày hôm nay smartphone, các bạn nào chưa biết sử dụng Facebook thì chúng ta phải biết sử dụng Facebook. Bạn nào chưa biết sử dụng website thì chúng ta phải học cách để sử dụng website. Những cái công cụ nó giúp cho chúng ta đi nhanh hơn mà. Tại sao chúng ta lại ngồi đó, chúng ta hạn chế cái năng lực của chúng ta? Tại sao? Bạn có nhận ra điều này chưa? Nếu mà không có nó thì làm sao chúng ta đi nhanh được? Tại sao lúc xưa ra kinh doanh không cần học gì chúng ta vẫn kinh doanh được?
Bởi vì hồi kia người kinh doanh ít. Người, các bạn thấy chưa, hồi kia thiếu người ra kinh doanh lắm. À, hồi kia 100 người bán và 101 người bán, cả 100 người mua. Bạn hình dung chưa? Hồi kia các bạn thấy bạn mở ra một cái quán phở thì đầu đường tới cuối đường không có ai mở quán phở như bạn hết á. Còn ngày hôm nay nhiều người biết kinh doanh. Bạn mở một quán phở thì người ta cũng mở quán phở được như bạn. Nó là từ đầu đường tới cuối đường rất là nhiều quán phở. Bạn hình dung chưa? Và thế là để kinh doanh tốt thì chúng ta cần phải học những cái cách để chúng ta làm việc nó sáng tạo, nó thông minh hơn. Chứ đừng cứ ngồi đó rên rỉ là em không biết. Học cách sử dụng công cụ. Ví dụ như chúng ta không biết, chúng ta đi từ đây ra Nha Trang là chúng ta đi bộ, nó chậm không, nó chậm và lâu không, mà nó mệt không, nó mệt. Ok, thầy có thể giới thiệu cách học xây dựng website để quảng cáo không? Ok chưa, bạn phải đi học thôi, bên mình có chỉ hết. Đó, giới thiệu gì đâu, bạn đăng ký lên, bạn đi học thôi chứ. Bên mình chỉ mấy cái này hết cho các bạn, mà chỉ lên trên lớp học thôi. Ngồi, bạn không đi học, bạn ngồi ở nhà thì làm sao mà ai mà chỉ cho các bạn được. Muốn biết là phải đi học. Muốn biết là chúng ta phải đi học. Thì bản thân mình sau điều thầy nói em thấy lối tư duy mình đang dần thay đổi, cảm ơn thầy. Vâng, đúng rồi, bạn cũng cần phải thay đổi. Bạn phát biểu cái câu đó mình rất là vui, bởi vì bắt đầu bạn có một cái góc nhìn thật khác rồi, tuyệt vời. Chúng ta chỉ hành động thay đổi khi cái góc nhìn của chúng ta thay đổi. Các bạn hiểu chưa? Nếu mà chúng ta vướng cái gì thì chúng ta phải lên kế hoạch và đi khắc phục đó. Nguyên nhân mà chúng ta không phát triển được bởi vì chúng ta thiếu những cái kiến thức và chúng ta thiếu những cái kỹ năng. Thiếu những cái kiến thức, thiếu những kỹ năng, nó làm cho chúng ta tư duy nó cục bộ lắm, tư duy nó tiêu cực lắm. Những người mà cái tư duy tiêu cực là cái đầu họ suy nghĩ nó như vậy rồi. Mà cái đầu tiêu cực thì làm sao mà làm được cái việc khác. Nó là bạn suy nghĩ kiểu gì bạn cũng đúng đó. Bạn nói rằng là bạn không có thể làm được việc đó thì lập tức là bạn không thể làm được việc đó. Và bạn nghĩ rằng, bạn tự tin rằng bạn làm được việc đó thì bạn sẽ làm được việc đó. Bạn suy nghĩ kiểu gì bạn cũng suy nghĩ đúng đó. Các bạn hình dung ra điều này. Nó là chúng ta phải học sử dụng những cái công cụ. Không biết sử dụng công cụ thì các bạn đi tìm những người nào biết sử dụng những công cụ đó, hỏi họ, họ sẵn sàng chỉ. Không có ai giấu giếm của các bạn hết. Tuy nhiên các bạn không chịu hỏi, các bạn lại cứ ngồi sợ rằng người ta không chỉ. Đừng có tự nghĩ, đừng cứ nghĩ rằng người ta không chỉ. Mình sẵn sàng kể cho bạn một cái ví dụ này. Các bạn có sẵn sàng để nghe mình chia sẻ ví dụ mà. Ví dụ như tuần vừa rồi có một bạn từ Vũng Tàu lên, mà bạn ở chỗ này khoảng 3-4 ngày gì đó, rồi bạn về dưới, rồi tự nhiên bạn nhắn tin trên Facebook của mình. Bạn hỏi lúc này anh khỏe không, mình nói mình khỏe AC. Nó là tuần vừa rồi em có mấy ngày em ở trên Sài Gòn á, nhưng mà em không có liên hệ với anh. Em chứ mình mới nói sao bạn lên đến này mà bạn không liên hệ với mình. Thì bạn nói là em sợ anh bận. Ôi trời, tự nhiên ngồi suy nghĩ chê vậy. Dĩ nhiên là mình phải có lịch mình làm, chứ chẳng lẽ mình ngồi đó mình chờ bạn đó lên. Mình chỉ nói với bạn nó như vậy nè. Cái việc em lên và em muốn gặp thì em cứ comment là em ở trên này nè, anh rảnh thì anh gặp em, giờ nào thì anh gặp được thì bắt đầu mình mới xếp cái lịch. Các bạn hiểu ra điều này. Chứ mình xếp cái lịch, mình thấy cái giờ đó mình rảnh thì mình sẽ nói rằng anh rảnh thì anh sẽ gặp em giờ đó. Và nếu anh bận thì anh nói là anh bận, cái chuyện rất là bình thường. Cứ ngồi thấy anh bận lắm, sợ anh bận, tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ chi vậy. Bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy. Nghĩa là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải nói rõ ràng là chúng... Nói rõ ràng cái đó ra và người ta sẽ lên cái lịch để người ta gặp. Chứ kêu em sợ anh bạn, cái câu đó nói nó chả có ý nghĩa gì hết. Cái câu đó nó không có ý nghĩa gì hết. Những cái điều vừa rồi các bạn thấy cái điều mình chia sẻ... Thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này chia sẻ hữu ích, tự nhiên không có các bạn nào comment hết. Các bạn phải truyền năng lượng cho mình chứ, các bạn truyền năng lượng cho mình chứ. Để mình mới năng lượng lên, mình mới chia sẻ cho bạn xuống được chứ. Rồi các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái câu chuyện khác không ạ? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái câu chuyện khác không ạ? Hoặc là cách đây 2 ngày, có một bạn,
có một bạn như vậy nè, bạn nói rằng là bán hàng Tết rất là tuyệt vời, bán hàng Tết rất là ngon, bán hàng Tết nó rất là hay, tuy nhiên em phải về Tết sớm, vừa rồi em mới triển khai mà em bán rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên em phải về Tết sớm, em không bán tới cận Tết được. Mình mới hỏi bạn, ủa tại sao em phải về sớm? Ba em bắt em về. Trời ơi, mình mới nói với bạn đó, bạn nói là ba em bắt em về. Mình mới nói em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đó nói 22 tuổi rồi. Mình nói trời, 23 tuổi rồi mà còn gì à? Còn nói là ba em bắt em về, vậy chẳng lo lẽ sau này ba em bắt em lấy vợ, cái em cũng lấy vợ à? Ba em bắt em lấy nhỏ đó, em cũng lấy à? Tức là một cái người mà 23 tuổi đời rồi mà vẫn không ra cái quyết định được cho mình. Bạn dùng ra điều này chưa? Và mình mới chia sẻ với bạn đó, nói như vậy nè, em hãy có cái quyết định của em. Trước tiên là em hãy có cái quyết định của em. Nếu em quyết định rằng em 30 Tết em mới về, thì em nói rõ ràng với ba em rằng là 30 Tết con về. Còn ba nói rằng 20 Tết mày phải về, thì cái điều đó nghĩa là gì? Điều đó nghĩa là cái mục tiêu của em với mục tiêu của ba em là nó khác nhau. Và hai mục tiêu khác nhau thì mục tiêu nào quan trọng hơn? Mục tiêu của mình là quan trọng nhất, bởi vì mình là cái thằng lớn rồi. Bạn hình dung chưa? Và vậy thì một người bản lĩnh là như thế nào? Một người bản lĩnh là phải thuyết phục người khác, phải thuyết phục ba mình đồng ý với cái mục tiêu của mình, đồng ý với cái quyết định của mình, chứ không phải là mình nghe theo quyết định của ông bố mình. Bạn hình dung chưa? Ông bố, ông có cái góc nhìn của ông, nhưng chúng ta lớn rồi, chúng ta trưởng thành, chúng ta phải có góc nhìn của mình. Bạn hiểu chưa? Và gì à? Bạn phải có khả năng thuyết phục, phải nói cho nó hợp lý với người bố mình rằng con có một cái kế hoạch rất là rõ ràng, con có một cái ABC rất là rõ ràng và con đã ra một cái quyết định rồi. Ok, chúng ta phải thuyết phục. Người bố của chúng ta đang tập cho chúng ta thuyết phục, và người bố của chúng ta đang tập cho chúng ta kỹ năng ra quyết định. Một cái người 23 tuổi rồi mà không ra quyết định, còn bố em bảo em về, vậy thì sao mà giống cái đứa con nó thế nhỉ? Phải có khả năng ra quyết định. Vậy thì vừa rồi bạn nào mà thấy mình chia sẻ hay thì các bạn nói rằng cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Ok. Ủa con đi đâu vậy? Hả? Con đi uống nước hả? Con chào cô chú đi. Uống sữa. Con đi uống sữa. Ô, con thích sữa hả? Hả? Con rất là thích sữa hả? Trời ơi, Bambi thích sữa kia nè. Ok chưa? Bambi thích sữa nè. Bambi chào cô chú đi. Chào cô chú. Con nói cô chú hồi nãy giờ học tuyệt vời không? Hồi nãy con ở trong kia con làm gì? Hồi nãy giờ con ở trong đó con làm gì? Con coi. Con coi cái gì? Hả? Con coi gì? Hả? Hả? Con coi về con. Đó này chú này chào Bambi nè, chú Tuyên Dương chào Bambi nè. Con chào lại đi. Con chào chú lại đi, con kêu chào chú. Chào chú. Ok, con hát một bài cho cô chú nghe đi. Hát một bài cho cô chú nghe đi. Rồi, con nói chào cô chú, con đi ngủ đây. Con đi ngủ. Con nói lớn lần, con nói lớn lần, con nói lớn lần, con kêu chào cô chú, con đi ngủ. Chào cô chú, con đi ngủ. Mai con gặp lại cô chú. Bye bye. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi những gì mình chia sẻ các bạn thấy tuyệt vời thì các bạn comment vào, các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải có khả năng ra quyết định lớn rồi mà. Chúng ta lớn rồi mà thì chúng ta phải có khả năng ra quyết định, chứ lại còn nói cái câu là con nghe ba con bảo con này mẹ con nó không ra quyết định được. Mình phải có khả năng ra quyết định chứ, mình là người trưởng thành rồi, mình đâu có còn là phải cái đứa nhỏ nữa đâu mà hỏi chút gì. Ba bảo em thì ba bảo em này, ba bảo em kia. Các bạn chưa? Chúng ta phải có khả năng ra quyết định. Và bởi vì
cái chương trình này là chia sẻ cho người làm kinh doanh nữa. Người bạn là lãnh đạo một tổ chức rồi mà, bạn phải có khả năng ra quyết định. Bạn hình dung chưa? Chúng ta phải có khả năng gì? Thấy những cái công cụ nào yếu thì chúng ta phải để chúng ta giỏi về cái công cụ đó. Ok chưa? Và cái bước tiếp theo nữa mình chia sẻ là các bạn phải học để biết những cái phương pháp. Những cái phương pháp chúng ta không biết những cái phương pháp thì chúng ta không thể phát triển được. Mà nói cho các bạn, bạn mà biết, bạn lăn ra các bạn làm nhưng mà các bạn làm mà các bạn không biết phương pháp thì làm sao các bạn làm được? Các bạn làm thì các bạn cũng phải biết phương pháp chứ. Không biết phương pháp thì các bạn làm sai, các bạn làm tầm bậy làm sao. Nên là phải học những cái phương pháp. Cái người nào họ đi trước, họ có cái phương pháp thì chúng ta phải học cái phương pháp của họ. Thời như vậy, các bạn thấy cái yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời này đó là thời gian. Có thể là bạn mất hết 5 năm, 10 năm rồi các bạn mới có được cái thời gian, qua nhiều trải nghiệm, qua nhiều sai sót thì bạn cũng ra được cái phương pháp đó. Nhưng mà làm cái đó chi cho mệt vậy? Chúng ta bỏ một ít tiền, chúng ta đi học phương pháp của ai đó, họ đã đúc kết ra rồi thì tự nhiên nó nhanh hơn. Và về chúng ta tập trung, chúng ta làm thôi. Các bạn nắm được cái chỗ này chưa? Đó là lý do mà chúng ta cần phải biết để chúng ta đi cho nó nhanh, đơn giản, gọn nhẹ hơn. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cho bạn 6 cách, 6 cái. Thứ nhất là chúng ta tìm cho mình những người thầy. Thì mình nói là có 5 là loại thầy. Thầy thứ nhất dạng là teacher. Teacher là người thầy dạy cho chúng ta về kiến thức. Thầy thứ hai là gọi là consultant, là những người gì những người chỉ họ tư vấn cho chúng ta. Cái dạng thứ ba là người thầy gì trainer thì họ hay đào tạo cho chúng ta những cái kỹ năng. Người thầy thứ tư là coach, là người coach là họ hay đặt cho chúng ta những câu hỏi, nhiều huấn luyện viên đồ đó. Họ đặt cho chúng ta những cái câu hỏi. Và người thầy thứ năm là người thầy là mentor. Ok chưa? Rồi chúng ta cần có gì? Chúng ta cần phải xây dựng cho mình cái đội nhóm nhỏ. Rồi chúng ta cần phải gì? Xây dựng đội nhóm chéo. Ok chưa? Rồi chúng ta cần cái gì nữa? Chúng ta cần xây dựng cái sự kết nối trong cái mạng lưới xã hội. Thì chúng ta mới phát triển được. Và thứ năm là chúng ta cần cái gì nữa? Chúng ta cần phải có được cái phương pháp, những cái công cụ. Ok chưa? Chúng ta cần phải sử biết những cái công cụ. Ngày hôm nay chúng ta đi cái công cụ gì nhanh thì chúng ta phải biết sử dụng những cái công cụ của đó. Không biết thì đi học cho biết. Ai đó đang làm được hãy đi tới học họ. Chúng ta cần phải biết những cái phương pháp làm. Chúng ta lò mò mất hết 10 năm thì chúng ta cũng ra phương pháp để mà cái đó là cái cách của những người kém thông minh nhất. Đầy những người họ có những cái phương pháp họ làm, họ tổng kết vào. Chúng ta cứ gặp họ, chúng ta trả một cái khoản tiền. Cái đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư vào ai ạ? Đầu tư vào chính cái con người của mình. Bởi vì đầu tư vào đó thì không ai lấy được của bạn hết. Nó không có mất, nó ở trong chính con người của mình. Mà đầu tư vào chính con người của mình là đầu tư gì? Đầu tư vào cái kiến thức á. Cài đặt cho mình những cái kiến thức và những cái góc nhìn, những cái tư duy mới. Thì tự nhiên chúng ta phát triển rất là nhanh. Còn không chúng ta cứ ngồi, chúng ta lò mò tự học từ chừng nào chúng ta mới học xong. Đi học, đi đầu tư cho chính mình mà sợ tốn tiền thì bạn lại mất tiền ở những cái chỗ khác, nó cũng vậy thôi. Mà đầu tư cho chính mình là chúng ta biết hoài cái đó và không ai lấy được của ta. Ví dụ các bạn không biết về kinh doanh, các bạn đi học về kinh doanh thì bạn biết nó mãi mãi luôn, không ai lấy được của các bạn. Nhưng mà họ lại tính toán, đi uống cái ly trà sữa thì không tính toán, mà uống hồi cái nó tiêu đi hết, rồi ngày hôm sau phải uống nữa. Thì lại như thế nào? Không tính toán. Đi học cứ một lần dùng mãi mãi thì lại là tính toán. Bạn hình dung chưa? Nguyên nhân chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng là chúng ta không có phát triển được. Nên chúng ta cần học những cái phương pháp đó để chúng ta phát triển, chúng ta thành công bền vững hơn. Bạn hình dung ra chưa? Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Nếu tuyệt vời thì các bạn comment xuống, bạn nói là điều này tuyệt vời. Và mình có hai cái quyển sách. Cái quyển sách thứ nhất của mình là cái quyển sách Vượt Biển Lớn. Ok chưa? Chỉ cho bạn cái cách khởi nghiệp từ 5 xu.
Các bạn nào quan tâm thì inbox cho mình, sẽ gửi cho bạn khắp mọi miền đất nước. Quyển sách thứ hai đó là quyển sách Beyond the Way. Và cái quyển sách thứ ba, ok chưa, là cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình. Cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình. Và hiện tại rất là nhiều bạn đã ra mua những cái quyển sách của mình rồi, và khắp mọi miền đất nước Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình. Mình có những cái quyển sách này, thì các bạn nào quan tâm thì các bạn inbox cho mình để mình gửi cho các bạn khắp mọi miền đất nước. Các bạn ở miền đất nước nào, các bạn inbox là các bạn nói là các bạn mua hai quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và các bạn cho mình số điện thoại thì sách sẽ được giao đến ngay nhà bạn liền. Ngày mai mình sẽ có 2 ngày ở lớp làm chủ doanh nghiệp. Và các bạn nào đi học vào ngày mai, ok, ngày mai mình có 2 ngày mình đứng lớp từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 137. Và bạn nào mà ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn đi học thì các bạn liên hệ với cái trung tâm của mình ở 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Và tới mai, tới chiều mai, tới cái giờ xem bóng đá thì cả lớp cùng nhau xem bóng đá chung với nhau luôn. Và thứ hai này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách xây dựng đội nhóm, 7 cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta xây dựng đội nhóm thành công. Mấy cách các bạn, 7 cách. 21 giờ tối, 21:30 tối thứ hai, mình chia sẻ bạn 7 cái cách này. Em đã nhận được sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi rồi, rồi ok. Bạn Thịnh Tấn, bạn nên đọc một lúc hai cuốn luôn, Vượt Biển Lớn và cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Hai cái quyển này nó liên thủ thì nó làm cho bạn rất là mạnh mẽ. Và mình rất là vui khi các bạn đã tham dự cái chương trình tối hôm nay. Mình hy vọng là tối thứ hai lớp chúng ta phải lên khoảng 300 người thì lớp online chúng ta nó mới vui, nó mới có ý nghĩa được. Và các bạn ngồi cho tới chỗ này, giờ này là hơn 12 giờ rồi, quên, hơn 11 giờ rồi mà các bạn vẫn còn ở đây. Em inbox vào cho mình, em Nguyễn Sóc Em nè, em inbox vào cái Facebook cho mình thì các bạn phụ trách sẽ gửi sách cho các bạn khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng gửi sách cho bạn hết. Và mình cam kết với các bạn rồi, một tuần mình sẽ livestream cho bạn ít nhất là hai lần. Bạn Việt Trăng, inbox số điện thoại cho mình đi bạn Việt Trăng ơi. Mình cam kết với bạn rằng, ok chưa, mỗi ngày, mỗi tuần mình sẽ livestream cho bạn ít nhất là hai lần, tối thứ hai, ok chưa, tối thứ hai hoặc là tối thứ ba hoặc là tối thứ sáu. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ làm 3 buổi tối, còn nếu mình bận thì mình làm 2 buổi tối. Cái đây là cái cam kết của mình rồi. Và cứ mỗi buổi tối mình chia sẻ cho các bạn những cái điều rất là tuyệt vời. Các bạn muốn xem lại thì các bạn lên YouTube của Be Training, các bạn vào YouTube, các bạn gõ Be Training và các bạn vào cái kênh. Bạn Quý Trần, bạn inbox vào Facebook của mình cái số điện thoại thì mình sẽ gửi cho các bạn quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái chương trình này với mình cho tới giờ này. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, và chúc cho đội tuyển bóng đá của chúng ta ngày mai đánh một cái trận rất là tuyệt vời. Ok các bạn ơi, bye bye các bạn rất là nhiều, mình phải đi ngủ đã bởi vì ngày mai mình phải đứng lớp sớm cả ngày rồi. Bye bye các bạn nhé, bye bye.